Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Khánh Hòa, huyện Ninh Khánh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2022 sẽ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Với những kết quả đã đạt được, địa phương đang tiến hành các bước tiếp theo để sớm hoàn thành mục tiêu này. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, Đảng bộ xã xác định trước tiên phải làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư về nội dung, phương pháp, cách làm, cơ chế chính sách của nhà nước để giữ vững nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Bên cạnh đó, phân công trách nhiệm cụ thể của từng cán bộ đảng viên trong quá trình triển khai thực hiện. Mục tiêu là xây dựng xã Khánh Hòa trở thành xã nông thôn mới nâng cao, do đó là các cái chi bộ là cũng là phát động cái phong trào thi đua xây dựng cái khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở từng đơn vị. Đấy. Thì cái công việc phân công nhiệm vụ cho các chi bộ thì cũng phải bám sát cái mục tiêu của Đảng bộ. Đấy, do đó mà các cái chi bộ thì ở dưới thì các chi bộ đều phân công cho các đảng viên là phụ trách các cái hộ gia đình, rồi phụ trách các cái tiêu chí ở khu dân cư. Các đoàn thể đã phát huy vai trò trách nhiệm trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Nhiều mô hình như duy trì tuyến đường văn minh, xóm kiểu mẫu về an ninh trật tự hay xây dựng cánh đồng mẫu cho thu nhập cao đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực. Riêng đối với hội nông dân đã xây dựng được 6 mô hình vườn kiểu mẫu với những loại hoa, cây cảnh, cây bóng mát, cây ăn quả. Một mô hình ngó khoai môn ngọt cho thu nhập cao. Chúng tôi xuống trực tiếp các cái thửa ruộng đã nhân rộng các cái mô hình và kiểm tra thường xuyên và tư vấn kỹ thuật cho bà con về cách chăm sóc. Hiện nay thì hội nông xã đang phát triển mở rộng ra được 5 mẫu cây khoai môn Linh Hóa. Và hiện nay thì hội nông dân xã cũng đã trồng phát động đối với các cái hội viên nông dân là trồng cái cây đường cây mắt ngọc để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Nghị quyết đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Cùng với việc thi đua phát triển kinh tế bằng những mô hình phù hợp, thì người nông dân cũng tích cực chỉnh trang nhà ở, đường làng ngõ xóm, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Đến nay, trên 90% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Các cái gia đình là phải thực hiện cái xanh sạch đẹp ngay từ ngoài cổng mà đi vào khu sân của mình. Hai nữa là đối với đảng viên đấy, đóng góp mỗi đồng chí là 500.000 đồng để xây dựng đường hoa, đường cây, rồi là các cái thùng đựng rác ở hai bên đường, kẻ vẽ các cái tranh cổ động về nông thôn mới. Phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao từ ý đảng lòng dân đã tạo nên diện mạo mới trên quê hương Khánh Hòa, đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân.